Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cây Lậy. Hôm nay mình sẽ quay cho bà con xem về cái lô xoài của bên mình, và hiện tại bên mình cung cấp là 7 loại xoài nữa nha bà con. Đây chính là xoài cát và lộc nè. Rồi bây giờ mình sẽ lia cái máy qua cái cụm bên này. Bên này rất là nhiều loại xoài nha ha. Này. Trước mặt bà con nó xoài thái nè. Rồi xoài keo, xoài úc, xoài đài loan, xoài cát chu ha. Còn cái xoài tứ quý thì nằm phía sau rồi. Giờ mình quay các loại này. Và trong các loại xoài này, hôm nay mình sẽ giới thiệu với bà con một loại xoài mà bà con cũng hay tìm mua, hay hỏi mua. Đó chính là xoài úc trái tím. Bà con muốn vào cửa hàng là bán cho tôi cây xoài trái tím và đặc tính của nó như thế nào, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bà con xem ha. Đây, trước mặt bà con đó chính là xoài úc trái tím. Đây cái hình thì nó hơi mờ, lát mình sẽ chèn một cái hình trái cụ thể vào cho bà con xem. Đây, cây giống của nó như thế này đây. Cây của nó thì thấp như thế này nha, là cây ghép ha, cây ghép này. Này mà chiều cao của từ mắt ghép mà lên nó cũng cỡ 60 đến 80 cm rồi nha bà con. Cây này thì chúng ta ra trồng thì cũng khá là tốt rồi. Đây, điểm đặc trưng của xoài úc mà khác hẳn so với các loại xoài khác đó là cái vỏ nó màu tím. Và cái vỏ này là khi chúng ta trồng ngoài nắng hoàn toàn nha bà con. Nếu như mà cái trái mà nó nửa nắng nửa mát á, thì nó sẽ nửa tím nửa xanh nha bà con. Đó là điều đặc biệt của loại xoài này. Những nằm tiếp xúc với nắng, ánh nắng mặt trời nhiều á, thì nó màu tím nó sẽ đậm hơn. Rồi đây là cái đọt non. Lá này nó cũng hơi già rồi ha, nó non và chuyển sang già mà chưa già hẳn. Thì bà con thấy này, trên cái đọt non thì nó cái gân á, thì nó sẽ có màu nó hơi tím tím như thế này. Kể cả lá già nó cũng vậy nha bà con. Đây, lá thì nó dày, lá nó dày như thế này. Có bao nhiêu bà con nói cái cây này sao nó dễ lộn so với xoài đài loan quá. Nhưng hiện tại thì mình quay mình lia quái qua cái xoài đài loan cho bà con xem nè. Xoài đài loan cũng khá là giống, nhưng mà lá xoài đài loan thì nó dài hơn, nhưng và cái gân lá này bà con thấy cái gân lá thì nó không có điểm màu tím như so với cái xoài úc ha. Đây, này hai lô. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái lá non cho bà con xem cho rõ hơn ha. Đây chính là cái đọt non của xoài úc nè bà con thấy ha. Ngay chọc cái gân lá thì nó có màu tím như thế này nè. Để mình chỉnh cái điện thoại cho nó rõ hơn, tại vì nhiều khi cái điện thoại mình nó hơi bị chá nắng á, cho nên bà con thấy không rõ. Đây, màu tím nè ha. Bà con lấy đây, nó tím như thế này. Đây là chính là đọt non nha. Và khi cái lá mà nó hơi hơi già hơn đọt non chút xíu ha, mình gọi là hơi già hơn đọt non chút xíu, thì nó cũng vẫn có màu tím nhưng mà nó sẽ nhọt hơn. Còn lá như già hẳn luôn, lá già hẳn luôn thì cái màu tím nó sẽ hơi nhọt chút nhọt nữa ha. Đó chính là cái điểm đặc trưng giúp bà con nhận biết đâu chính là xoài úc trái tím ha. Rồi nếu bà con nào mà muốn sở hữu cái cây giống xoài úc trái tím này thì cứ để lại số điện thoại hoặc liên hệ ngay số hotline đang hiện trên màn hình, đó là 0845664499. Bên mình sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn cho bà con ha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những đoạn video lần sau.